Sáng nay, Bộ phận Thường trực của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 có chương trình làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 có trọng tâm trọng điểm đồng bộ các giải pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp đạt hiệu quả thiết thực, tổ chức nghiêm túc việc sinh hoạt chính trị sâu rộng đáp ứng nội dung yêu cầu đề ra. Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng được giữ vững, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chuyển biến rõ nét, góp phần đẩy mạnh nhận diện, xây dựng kế hoạch và khắc phục những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa biểu hiện mới phát sinh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được tăng cường, chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Tổ chức triển khai nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các cấp ủy đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tăng cường công tác giáo dục rèn luyện đảng viên, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới.